Xin suy lỡ bùa nguy tìm điện là đù tâm á lạp bà tâm năng ở hoàn chớ điện. Rớ cha gá nam lễ rang tà lích rớ bà ná gia tăng hít xuất trao lạng bòl trao nách đông điện niềm ghé chung tâm mở kít tìm chứ nào chí to tâm Vĩnh Long. Dịch lưu sinh tâm gơ ở đồng điện. Gần chứ nào gia tăng hít tìm điện lắc rì tâm bòl trao. Mở ní cá bò, ní tường điện lực Vĩnh Long, sổ rõ là ní lỡ tầm, ní cá bò, ní lọt cần hờl, ní tam chi che tìm điện bạc bán hát hiền. Mở tôn nguy điện tầm tú giờ rít. Tôn nguy á lá phần ở hoàn chớ điện mở á lá bán hát bà tìm, dắt tôn gu nè chào lé lỡ. Chúng tôi cũng thực hiện thay đổi cái máy móc thiết bị cũ. Vô hì cùng tầm gần á lá máy phần dầu, mở á lá máy phần bà. Tìm điện tầm gơ chứ đèn mờ hay nguy đèn led tìm điện tầm gơ với chất đốt xích trăm bán hát hiền công suất tầm giờ gờ lé tức to cùng ân tâm chức tầm bóa có cần tầm gùng điện đà la gà cho cái việc ổn định của điện lưới quốc gia. Alan tung ya tăng hít sổ ala ân ý lớp rõ hành chính gác sự nghiệp và tìm điện là bớt chất đứt chất pram pan hát hiền gồm mù pram chất pan hát hiền còn suất điện gơ pan đàn mờ ya tăng hít tông nguy điện mất tầng ngày tâm pa ta sổ pan đàn tâm quát mà tía bòn sổ ala hiệu pan hát và trong tìm điện là chất pan hát hiền tông nguy thanh ghế tìm điện tại chứ ala thanh hay nguy tông. Từ khi thực hiện theo hướng dẫn của công ty điện lực tỉnh Tâm Tú lỡ trách tị lầm với anh ý tường điện lực trà thì gần anh có khả điện hè nguy gơ mụ anh ý tường Vĩnh Long lỡ trách và tân quốc năng in niêm ghế điện tầm trách tôi nguy phất tân tàu lỡ xa lạc mờ cấp cơ nguy điện lỡ tròn hết và đang trà.